những câu chuyện đời nhiều bất hạnh. Những nỗ lực để tìm con đường sống cho mình và người thân. Những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau, hướng đến một tương lai tươi sáng. Tất cả cùng chung tay vì bà con nghèo. Khát vọng sống, kết nối cộng đồng, trợ giúp bà con nghèo hồi sinh. Thưa quý vị, không may mắn như nhiều người, chị Nguyễn Thị Kim Hai, sinh năm 1986, sinh ra trong gia đình có đủ mẹ và cha. Nhưng năm chị lên 2, cha mẹ ly hôn. Chẳng lâu sau, mẹ đi thêm bước nữa. Chị Kim Hai đành nương nhờ bà ngoại. Theo con tàu thời gian xoay dần, chị lớn lên, lấy chồng. Nhưng chồng chị chỉ biết rượu chè, say xỉn, cờ bạc, chẳng chuyên tâm lo cho gia đình. Suốt hơn chục năm dài chung sống, chị một thân một mình, gồng gánh mà lo cho con gái nhỏ. Bao lần khóc thầm, bao nhiêu tuổi hờn cho số phận, chẳng dám trách ai. Chị biết trách phận bạc, chị đi đến quyết định ly hôn và mang con mình lên Bình Dương ở trọ, tìm việc mưu sinh. Ở đây chị gặp được một nửa thứ hai của đời mình. Cứ nghĩ sau một lần đò, hạnh phúc sẽ mỉm cười trọn vẹn, nhưng rồi điều không may ập đến. Một lần nữa, số phận lại trêu đùa với chị, và người đàn ông của đời chị là anh Phan Văn Tươi, sinh năm 1990, ngụ tại ấp Trung Hòa, xã Đông Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Tháng 3 năm 2019, con trai Phan Văn Thành sinh được hơn 10 ngày tuổi. Vợ anh Phan Văn Tươi bỏ con lại nhà nội, rồi biệt tâm từ đó. Nỗi đau của người đàn ông vì nghèo mà không giữ được mẹ cho con. Anh Tươi đành gửi lại con cho ông bà nội, rồi lên Bình Dương làm hộ kiếm sống và gửi tiền về để ông bà nội lo cho con. Ở đây anh gặp chị Nguyễn Thị Kim Hay qua sự may mối của người quen xóm trọ. Sự đồng cảm giữa hai số phận và những đổ vỡ trong hôn nhân đã gắn kết hai con người xa lạ đến gần nhau. Dần dà, chẳng biết từ lúc nào, anh và chị thương nhau rồi dọn về sống cùng mái trọ. Khi đó em Phan Thị Thúy Vi, con của chị Kim Hai, chỉ mới 7 tuổi. Nơi đất khách quê người, chẳng dư giả tiền bạc, nhưng tình cảm chân thành vì sự thấu hiểu, anh chị có một cuộc sống vui vẻ, cắt cụm chi tiêu tạm đủ để lo cho hai con là Thúy Vi và Văn Thành. Năm 2019, đại dịch bùng phát, khó khăn chồng chất khó khăn, anh chị cố gắng cầm cự để sinh tồn. Năm 2022, nơi anh Tươi làm việc bị phá sản, anh thất nghiệp. Lúc này chị Kim Hai lại đang mang đứa con chung là em Phan Thị Thúy Ngọc. Vì vậy anh chị quyết định về quê xin cha mẹ cái trái nhà sau ở tạm. Ở đây anh nhận việc làm thuê, hễ ai thuê gì thì làm nấy. Chị Kim Hai thì nội trợ chăm lo cho con, cho chồng. Những tưởng cuộc sống cứ thế mà êm ấm trôi qua. Mãi đến cuối năm 2023, sau những cơn đau đầu dai dẳng và ngày càng gia tăng, anh Tươi được gia đình đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh. Bác sĩ chẩn đoán anh bị u não, cần phải phẫu thuật ngay. Vậy là vợ chồng phải đứng ra mượn nợ nhiều nơi, từ người thân đến người quen, rồi dây hỏi bên ngoài để anh được phẫu thuật. Khối u được cắt bỏ nhưng nợ lại đẻ nợ. Sau phẫu thuật ở Rạch Giá là 5 lần 5 lượt vợ chồng đưa nhau lên Sài Gòn để bắn tia, nhưng bệnh tình chẳng hẹn ngày khỏi. Mãi thời gian sau, khối u lại hình thành và lớn thêm. Gia đình chỉ có thể tìm thuốc nam cho anh uống, hy vọng mai thầy phước chủ. Mấy tháng này theo thuốc nam, anh tự vận động đi đứng được, dù mắt đang mờ dần. Khỏe hơn rồi nhiều, cũng ngồi được, ăn cũng cơm cũng được ít nhá, em mấy hàng gần hai chén đầu lúc mà mắt gì mờ nhìn thấy đường, với hai quên hoài nấu thuốc, thuốc nam mới quên uống hoài, khát hoài quên uống ăn sao hết trơn, vì không muốn thì mau mau hết bệnh yếm. Kiếm việc làm, con cái ăn học, vợ ở khổ chút.
Ngày chồng được phẫu thuật về nhà, chị Kim Hai vừa túc trực lo cho chồng, vừa bận việc chăm con. Rồi công việc nội trợ, nhưng chị vẫn tranh thủ khi nào anh khỏe thì đi làm kiếm tiền. Ở quê nên kiếm việc cũng khó. Thỉnh thoảng chị nhận bắt ốc đinh khi chủ vuông tôm cần. Thu nhập vài chục đến hơn 100.000 đồng, tùy vào số lượng ốc bắt được trong ngày. Nhìn chị bươn trải, gánh gồng gia đình nhỏ, gia đình bên chồng cũng cảm thương mà hỗ trợ phần nào, khi thì con cá, miếng thịt, khi thì ít trứng. Bà Phạm Thị Thủy, sinh năm 1969, là mẹ anh Tươi, bộc bạch. Từ ngày con trai bệnh, bà và chồng là ông Phan Văn Hết cùng các con là anh chị em của Tươi luôn sẵn lòng tương trợ, dù hoàn cảnh cũng chẳng ai dư giả. Bà và ông tuổi đã gần 60, công việc chỉ là làm mướn. Mỗi ngày ai thuê gì làm nấy, không thì đi bắt ốc đinh cho chủ vuông tôm. Thu nhập chỉ hơn 100.000 đồng mỗi người một ngày, nên cuộc sống cũng tạm đắp đổi qua ngày qua tháng. Thì đó, thì tôi giờ tôi già cả, giờ mần mướn ngày 100 ngoài 200 ngàn, nhầm bữa 7-80, bữa tốn tiền xăng nữa, không có tiền trả nữa. Mà vậy đó, giờ tôi nuôi nó có nhiêu thì tôi nuôi nó nhiêu chứ biết làm sao giờ. Thì như nhau trong khi nó bệnh thì không có tiền, rồi chị em xúm nhau cha mẹ rồi nè, mặn mướn mặn thê, rồi nhầm khi gom góp lại chị người thì cho 1 triệu 500-700 vậy đó, cho nó đi trị bệnh. Gia đình em cũng khổ, em cũng bằng mướn bằng thuê không mà em cũng cho lần 500 triệu, nhầm khi chịu ngoài không chừng nữa. Là mỗi lần đi nằm viện vậy là phải cho, chị em xúm nhau cho hết trơn. Đồng cảm vì số phận, đồng lòng vì sự thương cảm, bởi tình người, và rồi đồng cam cộng khổ. Chị Kim Hai theo anh Tươi về chung sống một mái nhà. Ngày chồng bệnh, chị quần quật trong ngoài, nhưng chưa bao giờ có một lời than trách. Cũng vì cảnh nhà quá khó khăn, em Phan Thị Thúy Vi phải nghỉ học. Số tiền phẫu thuật cho chồng, số tiền trị liệu sau đó cũng đã hơn 60 triệu đồng, chẳng biết đến bao giờ mới trả dứt. Đôi vai gầy của chị Kim Hai càng thêm gầy guộc vì cảnh nhà chật vật. Đã bao lần nước mắt chị chảy ròng khi nghĩ đến kết cục tệ nhất có thể xảy ra với chồng, nhưng chưa bao giờ chị nghĩ đến chuyện sẽ nản lòng, sẽ từ bỏ. Bác sĩ chạy với em, chưa chạy chồng em đâu. Em gắng em lo nào, hết khả năng em thôi chứ em không bao giờ chạy. Đây con người mình sống còn phải có chút lòng thương. Em sống hồi đó giờ em không bao giờ bỏ ai hết. Toàn là người ta bỏ em không. Cực thì có cực nhưng mà em cũng gắng chịu. Trái nhà sau của cha mẹ chồng là nơi gia đình 5 người, gồm chị Kim Hai, anh Tươi và 3 đứa con, sinh sống cũng trở nên chật vật hơn. Chiếc giường là chỗ ngủ, nghỉ duy nhất của gia đình. Vì vậy mấy tháng nay, Thúy Vi và Giang Thành phải ngủ tạm nhà chú Út ở gần đó mỗi đêm. Ngày trước cuộc sống nghèo nhưng vui vì còn sức người vừa khó. Nhưng giờ đây, sự túng thiếu vì bệnh hiểm nghèo khiến gia đình càng thêm cùng kiệt. Anh Tươi và chị Kim Hai đều hy vọng một phép màu cho sự hồi phục bệnh tình của anh. Nhưng làm sao biết trước được tương lai? Số phận từng đưa đẩy hai cảnh đời chịu sự tổn thương của hôn nhân trong quá khứ đến bên nhau. Và cũng chính số phận đã tạo ra thử thách cho sự cộng khổ ấy. Để giờ đây đối mặt bao khó khăn, nghĩa vợ chồng keo sơn gắn bó, chị Kim Hai vẫn một lòng thương chồng mà gồng gánh, đến đâu thì hay đến đó. Thì nói chung gia đình của Kim Hai cũng như cháu Tươi thì cũng rất khó khăn, hoàn cảnh gia đình. Mang thêm cái căn bệnh hiện nay thì mặt nào thì nói thì ban đầu ấp cũng hỗ trợ, hết sức hỗ trợ, cố gắng hỗ trợ cho gia đình một phần để đi vận động, để chữa bệnh. Nhưng do điều kiện là ấp thì nhỏ, cũng dân số thì cũng ít, không có doanh nghiệp để vận động đủ số tiền để cho cháu chữa bệnh. Thì bên cạnh đó cũng nhờ xã cũng như huyện để hỗ trợ
kêu gọi như nhà hảo tâm để giúp đỡ cháu. Còn đó bao khó khăn cho hoàn cảnh và những nhọc nhằn trên đôi vai của chị Kim Hai. Chuyện cổ tích chẳng thể xảy ra giữa đời thường, nhưng đâu đó vẫn còn tình người giữa bao khó khăn của cuộc sống. Hy vọng rồi đây, gia đình chị sẽ nhận được sự chung tay, giúp sức từ cộng đồng để vươn lên hồi sinh. Vượt bao trở ngại không gian địa lý, hành trình khát vọng sống cũng đến với vùng đất An Minh. Lần đến này, số người đi cùng cũng thưa hơn, bởi giữa bao bộn bề cuộc sống, ai cũng có những bận rộn của bản thân và gia đình. Nhưng có lẽ sau những ảnh hưởng của bão số 3, ít nhiều những tấm lòng thơm thảo từng đồng hành cùng chương trình nhân đạo khát vọng sống cũng sẽ chia phần nào khó khăn với đồng bào miền Bắc. Vì thế, dự tính về số tiền vận động cho hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Kim Hai và anh Phan Giang Tươi lần này cũng dời hẳn đi. Vậy nên nỗi e ngại hiện rõ trên gương mặt nhiều người đồng hành. Dẫu biết khó khăn là vậy, nhưng với những tấm lòng nhân ái đã biết đến hoàn cảnh vợ chồng chị Kim Hai, đã nghe qua từng chữ, từng lời tha thiết về thông tin hoàn cảnh, cũng phần nào hiểu được cái khổ của người trong cuộc, cái khó của người vợ, người mẹ, vì chồng mà nặng gánh nhọc nhằn lo toan. Cảm xúc trước những lời chân thành đối với hoàn cảnh là sự chung tay của cá nhân người có mặt, thương cho số phận lận đận bao lần của chị Kim Hai, mong sao cho sức khỏe anh Tươi dần hồi phục để có thể cùng chị đỡ đần bao cái khó những ngày tháng sau này. Các con nhỏ cũng rất cần có cha bên cạnh. Anh Tươi với lời chia sẻ chân thành về nỗi lo người vợ bên cạnh sẽ rời bỏ anh như quá khứ trước đó đã từng. Còn chị Kim Hai với những trăn trở về bệnh tình của chồng và chi phí điều trị chẳng biết định liệu sao. Vậy là đôi bông tai, tài sản giá trị duy nhất đồng thời là hiện vật luôn gắn bó với người phụ nữ, chị cũng bán đi. Sự hy sinh, sự chịu thương chịu khó của chị một lần nữa khiến bao người chứng kiến cảm phục. Mệt dùi sau hồi dẫn chuyện về hoàn cảnh gia đình, con gái nhỏ Phan Thị Thúy Ngọc ngủ dùi trên tay mẹ. Còn anh Tươi, phần vì bị sốt, phần vì mệt, cũng ngủ thiếp đi. Cứ thế giây phút chờ đợi kết quả cũng diễn ra. Số tiền mặt 70.400.000 đồng là tổng số tiền mà các nhà hảo tâm đã gửi đến gia đình thông qua chương trình nhân đạo khát vọng sống. Qua bàn bạc thống nhất giữa gia đình, chính quyền địa phương và chương trình, số tiền được phân bổ như sau. 50 triệu đồng mở sổ tiết kiệm đứng tên chị Nguyễn Thị Kim Hai, 10 triệu đồng để tiếp tục việc trị bệnh cho anh Tươi, còn lại 10.400.000 đồng sinh hoạt phí cho cả gia đình. Con gái Phan Thị Thúy Vi cũng được vận động quay trở lại trường học, tiếp tục việc học. Riêng về khó khăn nhà ở do nền đất mà cả gia đình đang sống nằm trong dự án xây dựng nhà máy nước thuộc huyện quản lý. Vì vậy, gia đình của chị gái Phan Thị Trắng đứng ra hỗ trợ một nền đất để gia đình anh Tươi cất ngôi nhà mới. Về chi phí xây cất nhà sẽ do chính quyền địa phương đứng ra vận động, hỗ trợ gia đình với kinh phí dự kiến khoảng 50 triệu đồng. Số tiền nợ hơn 60 triệu trị bệnh cho anh Tươi trước đó cũng được gia đình chồng hứa đứng ra lo liệu để chị Kim Hai và anh Tươi chuyên tâm lo trị bệnh và chăm lo cho các con. Niềm vui khôn xiết về tình cảm gia đình và tình người dành cho gia đình nhỏ. Chị Kim Hai vô cùng biết ơn sự quan tâm ấy. Một lần nữa, phép màu đã hồi sinh gia đình anh chị, bao khó khăn dần được tháo gỡ. Những lo lắng trước đó của chị Kim Hai cũng giảm đi phần nào. Người mẹ, người vợ với những áp lực, nặng gánh cơm áo gạo tiền, bệnh hiểm nghèo của chồng, có thêm động lực mà giật dậy mà vươn lên. Cùng với đó, anh Tươi bớt đi nỗi trăn trở trên giường bệnh về bao cái lo của gia đình. Rồi đây tương lai không xa, trong chính ngôi nhà mới trên nền đất mới của gia đình chị Kim Hai và anh Phan Giang Tươi, tiếng cười đùa trẻ thơ náo nức vang lên, thay cho bao khó khăn chồng chất,
từ những ngày anh Tươi bệnh nặng, con gái Thúy Vi và con trai Giang Thành chẳng còn những đêm ngủ nhờ nhà chú Út. Rổ rá cạp lại, cứ ngỡ là sẽ được hạnh phúc lâu bền. Nhưng mà cái số phận vẫn không buông tha cái người phụ nữ như chị Kim Khai. Cho nên là thấy cái cảnh khổ cực, vừa phải nuôi con của mình, nuôi con của chồng, rồi lại phải lo chăm sóc cho ông chồng bị bệnh nữa. Cái đôi bàn tay đen đuối, mỗi ngày đi nhặt ốc, đi hút ốc, thấy tội quá. Hoàn cảnh thấy khổ sợ, khổ với lại bệnh tật không có tiền. Với mình hy vọng với số tiền trợ giúp cho anh được trị bệnh. Đây là lần thứ hai trong vài năm trở lại đây chương trình Khát Vọng Sống đến để trợ giúp những cái hoàn cảnh khó khăn của huyện An Minh. Chúng tôi thấy là cái chương trình này, cái việc làm hết sức ý nghĩa, cụ thể và giúp cho địa phương giải quyết cũng như là hỗ trợ rất nhiều cho các cái hoàn cảnh khó khăn, trong đó có cái trường hợp là hộ Phan Văn Tươi ngày hôm nay. Về phía chương trình, trong quá trình thực hiện tôi thấy được cái sự trân trọng đối với các cái nhà hảo tâm đã ủng hộ cho địa phương. Đồng thời thì sau cái việc trợ giúp có số tiền cụ thể thì việc phân chia số tiền rồi định hướng kế hoạch sử dụng cho hộ gia đình để giải quyết khó khăn là hết sức hợp lý. Em cũng cảm ơn gia đình mà Khát Vọng Sống có qua lợi gia đình em với ấp xã ở đây có hỗ trợ. Em rất là vui, mừng vì có người để hỗ trợ giúp đỡ em được một phần nào. Có tiền đó thì em sẽ lo cho chồng em với con em. Thưa quý vị, 16 năm hành trình đi và đến của Khát Vọng Sống là 16 năm đồng hành để xua tan bao phiền muộn, nỗi lo vì nghịch cảnh, bi thương của nhiều gia đình không may mắn và tiếp thêm nghị lực vượt khó cho họ. Với gia đình chị Nguyễn Thị Kim Hai và anh Phan Văn Tươi cũng vậy. Sự trợ lực về vật chất lẫn tinh thần đã thắp thêm ánh sáng niềm tin cho gia đình. Thêm mới thấy yêu sao những con người đã khơi nguồn sáng, đã đồng hành chung sức, đã sẻ chia bao cái khó ấy. Qua đó lại thấy thương thêm những cảnh đời nghèo vì bệnh hiểm nghèo mà sức cùng lực kiệt. Dẫu họ đã cố gắng, nhưng sức người trở nên bé nhỏ trước thách thức của cuộc đời, của số phận. Cũng vì vậy, với sự giúp sức từ chương trình, sự cố gắng nỗ lực từ cá nhân hoàn cảnh, mọi khó khăn chỉ là thử thách để lòng thủy chung, tình yêu thương gia đình thêm bền chặt lâu dài. Và sự kết nối cộng đồng thêm rộng lớn, phủ khắp muôn nơi để có thêm nhiều hơn nữa những cảnh đời bế tắc được tháo gỡ nút thắt khó khăn mà vượt lên số phận. Đến đây chương trình Khát Vọng Sống sẽ được tạm khép lại. Cảm ơn nhà tài trợ chính công ty Tôn Tân Phước Khanh. Cảm ơn các nhà hảo tâm đã chung tay cùng với chương trình và cộng đồng trợ giúp cho bà con nghèo hồi sinh. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôn Tân Phước Khanh, bền đẹp với thời gian, sản phẩm được bảo hành lên đến 20 năm.